Xin chào mọi người, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Và hôm nay cửa hàng lại tiếp tục lên cho mọi người, đó chính là một mẫu bét này mọi người. Đó, bét 110 phân khối mọi người ạ. Đó, xin phép mọi người được đi sơ dàn ngoài nhá. Hiện tại xe đời mới luôn mọi người ạ. Đó, hãng Honda, xe nhập Indo nguyên con mọi người nhá. Xe còn khá là len ca sơ beng luôn. Đó, xe đời cao. Xe cực kỳ là chi tiết đến từng con ốc luôn mọi người nhá. Đó, xe thì chưa đô, chưa lăn bình, chưa đổ xăng, chưa cô bình đồ gì nha mọi người nhá. Đó, anh chị em nhà mình mua xe bên mình thì bên mình sẽ hỗ trợ mọi người cô bình làm lỗ các kiểu cho mọi người nhá. Đó, dáng rất chi là giống Vario và Vision luôn. Đó, xe cực kỳ là leng keng luôn, dáng nhỏ nhắn như là Vision. Đó, đầu trước thì như là Vario luôn. Anh chị em nhà mình nào mà thích những cái dòng mà like này thì cứ để lại cho mình một cái comment nhá. Đó, xe siêu đẹp luôn. Xe nhập Indo mọi người ạ, xe siêu đẹp luôn. Chỉ hơn 20 củ tí thôi nha mọi người nhá. Đó là mọi người sở được một con bét này rồi mọi người ạ. Đó, xe siêu đẹp, siêu mới luôn. Mọi người về bấm biển là trải nghiệm luôn mọi người nhá. Đó, giá chỉ hơn 20 củ tí thôi mọi người ạ. Đó, siêu đẹp, siêu rẻ mọi người nhá. Đó, cửa hàng thì có mua bán, có trao đổi, có xuất xe các tỉnh anh chị em như mình nhá. Anh chị em như mình cần xe gì thì cứ IB hộ cửa hàng với nhá. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn ạ.